nghề lái cho giới siêu giàu. Mỹ nhận mức lương cao cùng nhiều đặc quyền khi phục vụ người giàu, nhưng các phi công phải luôn sẵn sàng làm việc bất kể giờ giấc và hy sinh những kỳ nghỉ lễ. Ngày nay, giới siêu giàu đặt tiêu chuẩn cao về phương tiện di chuyển. Nhiều người thuê hoặc mua máy bay riêng nhằm chủ động thời gian di chuyển, đảm bảo sự riêng tư. Tiếp viên phi công trên các chuyến bay này cũng nhận mức lương cao hơn hẳn so với mặt bằng chung. Eva Lucas, 23 tuổi, bang Florida, Mỹ, trở thành phi công lái máy bay tư nhân cho giới siêu giàu từ năm 19 tuổi. Sau một năm làm nghề, cô nhận lương 60.000 đô la một năm và tăng đến 225.000 đô la dựa vào thâm niên, theo Cục thống kê lao động Mỹ. Với Lucas, lái máy bay tư nhân không phải nghề có thể làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Hàng tháng, cô làm việc theo lịch trình 20 đến 10, nghĩa là làm 20 ngày liên tục và nghỉ 10 ngày. Trong thời gian làm việc, Lucas thường xuyên phải thực hiện những chuyến bay có thời gian quá cảnh dài tại dài tại sân bay quốc tế như Pháp, Colombia, Hàn Quốc hay vùng Caribe hoặc đến nhiều địa điểm trên khắp nước Mỹ. Tôi luôn trong trạng thái sẵn sàng bay. Nếu các ông chủ có chuyến bay đột xuất, tôi phải đến sân bay nhanh nhất có thể. Lucas nói, chi phí ăn ở cho mỗi chuyến bay đều được khách hàng chi trả. Phi hành đoàn được ở khách sạn năm sao mỗi người nhận 75 đô la tiền ăn hàng ngày cho chuyến bay nội địa và 125 đô la nếu bay quốc tế. Khách hàng không mời Lucas ăn tối nhưng sẽ tặng. Vé mời Đây có lẽ là phần thú vị khi làm việc với giới siêu giàu mà không phải ngành nghề nào cũng có, cô gái 23 tuổi nói. Tuy nhiên, lịch trình làm việc khắc khe, khiến Lucas không có thời gian chăm sóc bản thân. Hẹn hò hay thường xuyên phải đi làm vào ngày lễ do nhu cầu vui chơi vào thời gian này gia tăng. Điều này khiến cô gái trẻ không thể gặp gỡ bạn bè, gia đình vào những dịp đặc biệt như Giáng sinh, năm mới hoặc tham gia sinh nhật người thân. Để nhận mức lương cao ngất ngưỡng, tôi buộc phải đánh đổi, cô gái 23 tuổi nói, Minh Phương theo Insider.